vậy? Dành cho Nipanak. Đây là Nemo TV nha bà con. Mình có live stream ở đây vào mỗi buổi tối. Bà con nào chưa follow kênh á, giúp mình xin một lượt follow nha. Nếu mà được hơn nữa, mỗi buổi tối bà con ghé xem live ủng hộ mình. Còn không thì vô chơi game cùng mình, gánh mình lên cao thủ chiến tướng nha. Bộc phá hả? Không các bạn ơi, không. Mặc dù một kill một mạng là tới 20 cành lận, nhưng mà các bạn biết rồi, không nha. Mình là người support có tâm, cho nên là mình không cho phép mình làm điều đó các bạn. Như vậy thì rất là ẩu. Như vậy là tem mình AD xanh không nổi, phải không? Nó xanh không nổi chuyện của nó đi, kệ nó. Nó xanh không nổi chuyện của nó đi, kệ nó. Ok. Rồi xong. Nó giật bóng nè. Mình nó giật bóng luôn kìa. Trời ơi là trời. Nhức đầu nha. Nhức đầu rồi chứ Cúc, ông nhức đầu chưa? Tôi nhức đầu quá ông ơi. Nhức đầu quá nè. Trời ơi. Cái hậu phòng đó. Mày chạy luôn đi nha Mu, mày chạy luôn đi. Mày nó quần dễ sợ luôn á. Đó hả? Bao lâu rồi không chơi gì tướng này. Mà vô nó quần kiểu đó rồi em dùng skill 1 sao trúng được. Hậu phòng nó 20 cành của em. 20 cành của em ngay trước họng luôn rồi mà không có thể nào mà lụm được. Cây tê. Lừa đi ơi, lừa đi ơi. Không nấp né, không nấp né, mít trời. Mọi người ơi. Ây da, dạ, trời ơi, gồng khú. Hồi nãy em có chiêu 2 là ngon rồi. Mà không có chiêu 2, không dỗ tụi nó ra khỏi cái vòng mới được. Mọi người thằng mua đánh nó không dám đánh. Đi ra đi. Quái gừng không mọi người? Mít ơi. Trời ơi là trời. Có ai cứu em không? Trời ơi. Tù quá anh ơi, con tướng tù quá. Con nào? Con chân cút. Con đó mạnh lắm á. Trời ơi hụt nữa, biết khi nào giấu chúng này. Ơi cái mic của ông Trứng Cút hay là ông Willen nha, bị ồn lắm nha. Nó kiểu mấy cái âm thanh gì á, tùm lum mic á. Như cái quạt hay là cái tiếng gì á. Coi fit giùm tôi đi, coi có gì không fit giùm tôi đi. Ví dụ như là cái quạt thì để nó xa ra xíu. Hình như cái vị tướng này là không nên cầm bộc phá đó các bạn ơi, phải cầm tốc biến nha. Mấy pha xa xa vậy mới có thể dỗ đột biến nó được. Trời ơi mập bụi ơi. Mập bụi ơi. Phải ngắt chiêu cuối ra để chuẩn bị bộc phá luôn á mà làm không lại mập bụi á. Thôi kìa, 20 cành của em. Trời ơi. Thêm chiếc cút nữa hả? Sao toàn là đậu bắp nghệ sĩ không vậy trời? Về. Anh tự về đi hết mana rồi. Anh mạng nè. Rồi để anh về, để anh về Lữ Phong. Xuống đây anh nhức đầu quá Lữ Phong ơi. Anh kiếm 20 cành. Làm dĩa cơm sườn thôi mà đậu bắp nó khó quá mày ơi, khổ quá. Trời ơi.
Nhức đầu quá trời mọi người. Rồi, đứng kế bên nào em. Nào xuống đây, gớp xuống đi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Muốn trên trển thì banh trụ. Ok, vậy cũng được rồi. Không té là mừng rồi. UE trong rừng kìa, UE trong mùa đỏ kìa. Đúng là thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm 20 cành thôi khó cực kỳ. Quá trời. Bóc. Trời ơi, Lữ Phong ơi, tưởng canh nó giật bóng về được luôn á Lữ Phong ơi. Chạy luôn mà, nó thấy anh đứng canh bóng rồi nó đâu có chạy về. Còn nó thà để AD lụm ha, chứ nó không để sụp bọt ha. Một bài 20 ngàn nó đâu cho anh lụm. 20 cành đi em. À 20 cành, lộn. Trời ơi, 20 cành đó. Ôi trời. Bươn chảy hết len này tới len khác, cuối cùng cũng có 20 cành bỏ túi. Trời ơi khổ. Tính khứa kia nói chị trời ơi sao giống anh quá anh Tính. Khổ quá mà. Trai ai anh hả anh Tính? Ai? Khứa kia kìa. Biết đâu. Chắc miền Tây á. Em nhường mã nha anh á. Ok, cảm ơn Willen. Tính là Mỹ Tho hả anh Tính? Đúng rồi em ơi. American Tho chứ không phải Mỹ Tho. Ủa mà em nè, em cũng mở Mỹ Tho nè. Phải không? Trời ơi, cảm ơn nhiều nha, vô chi chung nha. Đồng Hương. Ở đây cũng Đồng Hương nè, Mỹ Tho luôn. Mỹ Tho phần 1 nha. Mít cuốn nào ồn quá nha. Cái vụ gì á? Rộng nè, nút bứa. Nhậu khỉ đâu rồi, ngon bước ra đây. Nhậu khỉ đâu? Thôi về, sắp cũng hết mana rồi, té xíu. Nó làm gì kìa, chứng cúng ơi, nó qua đông nha, chứng cúng ơi. Chạy. Rồi xuống luôn anh em. Không đánh đồng bọn mình là nó ẩu rồi. Bọn hay vậy. Yeah! Triple kill dành cho anh Ibanez. Một pha gọi là thiên nhiên vỗ về, vỗ cái bóc 40 cành luôn, hay quá trời. Trời ơi, cứ nào ở ngoài đường vậy? Ừ đó, nãy giờ nói mà, cũng biết ai á. Kìa ta. Ồ pha đó hên ghê á, vỗ được hết 4 thằng luôn. Thơm phớt. Bà con đang xem like, bạn nào mà chưa follow kênh giúp mình xin một lượt follow nha. Ủng hộ mình một lượt follow nha. Mít của Willen á, Willen của em rồi đó. Chào anh. Cái mít của em á có âm thanh xe đồ nhiều lắm. Chào. Đang chơi với cây quạt đúng không? Rồi, lên trên đi. Mình cũng phải chủ lực, mình bớt đi farm lại. Giờ mới nhớ nè. Thì bọt mà vẫn tẻ ra đi farm hơi nhiều nha. Không. Tại thấy lính nhiều quá mà không ai farm á.
đừng nói sấy sụp bọt luôn nha. Thôi nè, đừng làm vậy tội nghiệp sụp bọt nè. Nói rồi mà đậu bắp nó thấy sụp bọt yếu máu cái là nó tươm tướp à. Ăn hết của ông nội ngoại nó hay gì á. Mấy ngà đê kìa, mấy chủ lực kiểu ông tán đi vô sấy tao không dép được các kiểu không làm đâu. Tao sụp bọt phải vô cứ đĩa vô định quên nó xúc được sụp bọt. Chơi game mà cái nết lạ quá trời luôn ra thiệt á. Sụp bọt có mấy chủ lực đâu mà cứ lụm sụp bọt. Ai chụp cành anh Tính ơi. Mất cuốn cọc cứu nội nội ta. Cô theo nát. Chắc em phải lên thêm cái này. Em ru. Cặp này đúng không? Bao anh. Về dưới. Năng nỉ quýnh tay đôi nè, năng nỉ quýnh tay đôi nè. Trời ơi, nào cũng nỉ quýnh tay đôi. Trời ơi, đừng có gáy nữa mày ơi. Nhiều thằng nó cũng vậy rồi. Tương lai nó cũng không có được sáng cho lắm đâu. Đừng có gáy nữa. Ủa, nó kêu ông nội nó tới kìa. Ok hết. Thằng mu nó tưởng nó thoát là mình. Trời ơi. Siêu. Bọt nhà ta quá ngầu. Tưởng như là bột sát thủ thôi chứ không phải là bột sụp bọt thủ nha mọi người. Đứng đây coi có nào ra không. Cái mít của ông rồi á, Willen. Bảo đảm luôn, tôi mở lên tôi thấy màu xanh xanh là của ông rồi chứ không ai hết á. Tiếng xe, tiếng quạt, tiếng tù lưu ở dưới đó. Ồm ồm nó rè á. Lên đi mọi người, lên hết đi mọi người. Ok, hụt rồi mọi người, giải tán đi mọi người. Trời ơi. Cứu, cứu anh ơi. Đâu? Đây. Đây nữa nè. Chưa có chiêu, có chiêu là em lướt lên rồi. Thôi lùi ra xíu để lên máu lại chút xíu. Bà con đợi em xíu nha. Đứng đây nè. Tại có phụ chú trường sinh mà. Nè hai thằng này sẽ lên đây nè. Hoặc là hai tè chạy ngang qua. Vỗ một cái dùng cái này. Tích cái chiêu 1. Tích chiêu 1 cường quá nha. Từ. Nè. Con là ba em sấy. Ba em sấy. Rén rồi, rén rồi. Hết dám rồi, chứ nãy là nó ban á. Năm rồi nè. Giật bóng. Chưa được luôn. Ừ, cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn hai tè. Cảm ơn bạn vì đã cây cứu. Cảm ơn bạn, nhờ sự cây cứu của bạn mà mình được bỏ túi thêm 20 cành. Cảm ơn bạn nhiều. Ơn giời hai giá tè đấy rồi. Trời ơi. Cảm ơn hai tè nhiều. Thơm phước luôn rồi ôi các bạn ơi. Nó phe mà nó đẻ nha. Thì thôi nhé luôn á. Ôi là trời. Chiều nay khỏe luôn hả? Khỏe luôn rồi Phạm ơi. Khỏe re. Có bộ là không phải là một dĩa cơm sườn đâu. Sườn bì chả trứng luôn đầy đủ. Thêm dĩa cơm thêm. Ờ. Ấy thêm miếng ba rọi nữa đi, nhiều mỡ chút xíu ha. Ok. Trời ơi, thơm phức luôn mọi người ơi. Time to break.
Top 1 nắc đang like kìa anh hả? Kệ người ta đi em, đậu bắp nó like có liên quan tới nồi cơm điện nhà anh đâu mà cứ nhắc nó hoài vậy. Không có liên quan, không có liên quan. Nữa hả? Thôi nha. Muốn ăn bập tay nữa không? Phải có lính mới được. Tích điểm nội tại trước. Mấy ủi lên bất ngờ dỗ nó. Lữ Phong cứ yên tâm đi, anh đang xanh lắm. Ủa mà mày lên kiếm điện chi vậy Lữ Phong? Lấy tốc độ đánh anh. Nhiều món khác cũng có tốc đánh mà. Học bài quá hả? Học bài quá giờ không nhớ lên đồ. Hút máu đi. Rồi cảm ơn nhậu khỉ luôn. Thêm cửa nữa nè. Giải tán đi bạc. Bắt sấy lại nè. Ây da, lần này thì té dảnh rồi, trời ơi. Tại hết chiêu cuối nha, hết chiêu cuối. Ủa tà thần bên kia lụm luôn rồi hả? Ủa kìa. Hồi nãy em ra em đẩy hai tà tè không cho nó ăn tà thần á, mà ai ngờ giờ bên kia nó ăn tà thần luôn rồi. Báo ơi, anh đang hợp mà vừa hợp vừa coi vừa cười, chắc là cho tan hợp sớm quá em hả? À. Ủa vậy luôn hả anh Quốc Hải? Anh đang hợp à? Cảm ơn anh nha. Anh mướn hai giá tè bao nhiêu vậy hả? Đâu có đâu Hiếu Nguyễn, đâu có đâu. Kiểu như đậu bắp rồi đó giờ nó chơi game bữa giờ nó không phái mấy support nào mà xanh hơn AD á. Cái nó dị ứng Hiếu Nguyễn. Chắc vậy á, đó là lý do tại sao nó gặp tôi là đậu bắp nó bay vô nước súng đó. Chứ tôi có chọc kẹo gì nó. Tại tôi xanh vượt mức quá quy định so với lại một người support mà. Cho chợ 8 thôi mà đậu bắp nó hạ gục tới 7 nó kiểu vậy. Hai tè nó không có ưa, nó không ưa. Nó không ưa thì nó bập tay không có được. Trời ơi, hai con lính tà thần luôn kìa. Nó đang có tà thần đó nha anh em, từ nha. Ê! Kiếm gì đây đi? Kiếm ai? Nè mày gõ đi, tôi đang nỉ mày luôn á nè. Rồi xong. Một bé đã té. Hai bé đã té. Mấy bé còn lại té giùm cái luôn nè. Bỏ cái bùa đi. Vô trong đi bạn ơi, vô trong đi đừng có lên nữa. Được á, được á. Mấy bạc tay anh đó. Ừ. Mấy này nó cứ đùa với em. Hoài luôn. Thì cứ dễ sự bọt hoài luôn thiệt mọi người. Nhậu khỉ nữa nè. Chạy đâu con? Willen lên tới nè. Willen ơi, Willen. Lấy cái giáp đó Willen ơi. Willen. Rồi win. On mid win đi. Win em ơi. Win nha. Mà đường có gì trời. Không có lính nè. Rồi ấy ba đường đi, đập ba đường đi. Tôi tăng cho đập ba đường đi cho chắc. Đập đi, đập đi, đập đi. Rồi về, 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 về. Mất bỏ chối luôn rồi nha. Oh,
Xong, hết phim. Hay quá Lữ Phong ơi. Trời ơi.